Ngọt đầu. Cả hai sẽ bị lũ đày đi phu dịch ngoài biên hải. Chỉ có người chết mới không thể lên tiếng được. Con sẽ không để cho má chết tức tuổi vậy đâu Tô Hoàng. Tao không khiến mày thân bại danh liệt. Tao thề tao không làm người. Cái chết oan khuất của người thân yêu đã thổi bùng lên những oán thù chất ngất trong lòng kẻ phải hứng chịu nhiều tổn thương mất mát. Đến đâu lôi ả ra khỏi cốc đường. Thế nhưng mọi nỗ lực đáp trả của họ đều trở nên vô vọng. Chúng ta ngồi chung một thuyền thì phải biết tương trợ lẫn nhau. Tôi sẽ sớm thu xếp ổn thỏa việc này. Những diễn biến tiếp theo của bộ phim truyện Việt Nam Nghiệp Sinh Tử phần 3, 20 giờ từ thứ Hai đến thứ Bảy trên truyền hình Vĩnh Long 1. Mời quý khán giả đón xem.